Một thanh niên có biệt danh là Buddha, tức là Phật, đã bị tuyên án 50 năm tù. Inka Hoàng Phan, 37 tuổi, đã bị kết tội bắn chết anh Chang Sitton vào đêm giao thừa vào Tết âm lịch năm 2015. Bản án 50 năm tù mà Minka Hoàng Phan sẽ phải thọ án trong nhà tù tiểu bang, bao gồm là tội sát nhân và tội dùng súng. Trong lúc nghe tập tuyên án thì anh Minka Hoàng Phan ngồi im lặng, hai tay nắm vào nhau, trong khi vợ của Chang Sitton và một số thân nhân khác đã khóc nức nở. Vợ của Chang Sitton từng kể lại trước tòa về hậu quả của vụ bắn tại một tiệm cà phê, khiến cho cô bị mất chồng và hai con của cô bị mất một người cha. Sitton là người gốc Lào, đã để lại vợ, một con trai được vài tuổi và một bé gái mới sanh mấy tuần. Án mạng xảy ra vào sáng sớm ngày 20 tháng 2 năm 2015, bên trong một tiệm cà phê Monaco nằm ở trong một khu thương xá gần góc đường Stockton Boulevard và đường 65 Twist Expressway trong khu phố của người Á Đông, mà trong đó đa số là người Việt Nam sinh sống. Cảnh sát nói rằng vụ nổ súng xảy ra trong một bữa tiệc trễ vào sáng sớm sau đêm giao thừa. Các nhân chứng nói rằng chủ tiệm đã tìm cách khuyên các thực khách hãy rời tiệm vì đã quá giờ đóng cửa. Đó là lúc người ta nghe tiếng súng và Chang Sitton bị bắn gục. Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng kẻ nổ súng là anh Minka Hoàng Phan, một nhân viên của tiệm cà phê. Anh đã bắn mấy phát súng trong lúc có tới gần 30 người chạy tán loạn ra ngoài bãi đậu xe. Và hôm sau đến ngày 23 tháng 2, cảnh sát mới bắt được Minka Hoàng Phan. Trong phiên tòa ngày thứ 6, nhiều bạn bè và thân nhân của Chang Sitton đã đến dự và mặc áo mang chữ có nghĩa là công lý cho Chang. Trong khi đó, Minka Hoàng Phan ngồi im lặng, không nói một lời. Tính tình ít nói, thầm lặng của anh đã khiến cho các bạn đặt biệt danh cho anh là Buddha. Minka Hoàng Phan từng nói với bà quan tòa Sharon Lures rằng là anh không cố tình giết người và xin được xử lại, nhận thấy mình vô tội. Và Lures đã bác bỏ lời thỉnh cầu của Minka, nhưng có nói anh có thể nhờ luật sư làm đơn kháng án. Bản án 50 năm tù gồm 25 năm cho tội sát nhân và 25 năm cho tội dùng súng giết chết người khác. Bà quan tòa nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao anh lại bắn người khác. Anh có biệt danh là Buddha, anh ngồi đây với sự bình thản. Thế nhưng có một người đã chết vì tay anh, một gia đình bị tan nát, vì vậy cần phải có hậu quả. Sau khi bà Lores nói lời cuối thì Minka Hoàng Phan đã bị dắt ra ngoài tòa và trở về nhà giam. Một ông ở Manchester đã từng bắt đầu lạm dụng tình dục một bé gái khi em mới lên 7 tuổi. Nay ông ta phải ngồi tù 20 năm. Vũ Văn Vinh, 32 tuổi, cư ngụ ở Blackley, bị giam vào ngày thứ Ba, ngày 28 tháng 11 vừa qua. Ngay sau cuộc xét xử kéo dài 2 ngày, kết thúc tại tòa án Woolwich Crown Court, ông đã bị buộc nhiều tội danh về tấn công tình dục và hãm hiếp một nạn nhân là một em gái dưới 13 tuổi được giấu tên. Nạn nhân là một nữ sinh quen biết với Vũ. Việc lạm dụng bắt đầu khi em được 7 tuổi và theo ước tính là đã diễn ra từ năm 2011 đến năm 2016 tại các địa chỉ khác nhau ở Greenwich, London. Vụ phạm tội được báo cáo lần đầu tiên cho cảnh sát là vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, khi cảnh sát viên được một cú điện thoại của bé gái sau khi em liên lạc với đường dây Trialoy bằng cách là dùng dịch vụ Internet Chat của họ. Trước khi nói chuyện với cảnh sát, em từng giải thích với các viên chức của hội Trialoy rằng là ông Vinh đã lạm dụng em từ khi em mới được 7 tuổi. Em đã liên lạc với Trialoy trên Internet mấy lần trước khi quyết định nói chuyện với cảnh sát theo lời khuyên của Trialoy. Các thám tử đã nói chuyện với nạn nhân qua điện thoại và sau đó cử các chuyên viên tới điều tra tại địa chỉ nơi em có thể cho họ biết thêm chi tiết về quá khứ lạm dụng mà em đã phải gánh chịu. D.S. Colin Cooper thuộc Bộ Chỉ huy Lạm dụng Trẻ em và Xâm phạm Tình dục của Sở Cảnh sát nói rằng
Vũ Văn Vinh là một kẻ nguy hiểm, gây nguy cơ nghiêm trọng cho các trẻ em. Tôi hài lòng khi thấy ông ta bị giam tù trong một khoảng thời gian đáng kể. Lòng can đảm của một cô bé lên tiếng tố cáo những điều sai trái đã giúp cho công lý được thi hành vào ngày hôm nay. Tôi muốn trường hợp này chứng minh rằng bất cứ trẻ em hoặc là người lớn đang bị lạm dụng đều cần phải nói chuyện với một người mà họ tin tưởng, bất cứ ngày nào. Một khi việc lạm dụng được báo cáo, chúng tôi sẽ xúc tiến cuộc điều tra từ đó. Chúng tôi có các cảnh sát viên được huấn luyện một cách đặc biệt. Họ sẽ phụ trách các vụ án một cách nhạy cảm và sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân đi qua tiến trình để đưa ra bằng chứng cho cảnh sát và đưa những kẻ vi phạm ra tòa và ngồi tù. Một khối lượng đồ trang sức và đồng hồ trị giá tổng cộng là hơn 25.000 đô la Mỹ đã bị đánh cắp từ một cửa hàng Aloha do gia đình của người Việt Nam làm chủ. Vụ trộm đã xảy ra vào sáng ngày thứ Hai, 27 tháng 11 vừa qua, diễn ra chỉ trong vòng chưa chừng 3 phút. Theo tin của đài KPTV, vụ trộm xảy ra là tại tiệm sửa chữa đồ kim hoàn Advantages & Watch trên đường Southwest 185 vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Chủ nhân đó là Andrew Nguyễn được đánh thức ở một cú điện thoại của cảnh sát khoảng 1 giờ sau đó. Khi ông Andrew Nguyễn xem màn ảnh của hệ thống giám sát an ninh, thì ông thấy một người dường như là đeo bộ râu ông già Noel, mặc áo len, có mũ trùm đầu, áo khoác và đeo găng tay, phá một cửa sổ phía trước và bước thẳng tới tủ trưng bày dọc theo bức tường sau. Kẻ gian đã kéo nắp tủ và lấy ra một máy hàn mà ông ta đã mang theo. Andrew Nguyễn nói với đài Fox 12 là anh từng dùng mỏ hàn ngọn lửa nung nóng trên kính. Vâng, tôi không biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Phương pháp đó có hiệu quả và kẻ trộm có thể cắt xuyên qua lớp kính, vừa lấy những món đồ đắt tiền nhất của Andrew Nguyễn. Tiệm còn một số món đồ khác mà kẻ trộm không lấy. Ông Andrew nói với đài truyền hình, chỉ tay vào một sợi dây chuyền bằng vàng 14 carat. Anh ta lấy 3 chiếc đồng hồ, một chiếc Rolex, một chiếc Jacob & Co. và một chiếc đồng hồ Omega và khoảng gần 200 sợi dây chuyền giống như thế này. Thật là may Andrew Nguyễn có bảo hiểm và hiện giờ ông đang tăng cường hệ thống báo động và lấy các món nữ trang ra khỏi mấy tủ trưng bày vào ban đêm. Ông cũng muốn nói chuyện với chủ cho thuê tiệm về việc lắp đặt một cánh cửa an ninh bằng kim loại cuộn lên được cho mặt tiền của cửa tiệm. Andrew Nguyễn nghĩ rằng bất kỳ ai đã làm điều đó ở trong cửa tiệm trước đây, ông chỉ cảm ơn vì không có gì món nào khác đã bị đánh cắp. Các cảnh sát viên của cửa sở cảnh sát của Washington County đang điều tra và hy vọng là có người nào đó có thể nhận ra cái túi đeo vai rất đặc thù mà kẻ gian đã mang theo trong video. Đàn ông gốc Việt ở ngoại quốc về Việt Nam tìm vợ là chuyện không xưa. Nhiều người còn cho là thịnh hơn trước nữa là đàng khác. Vì ngày nay ở Việt Nam, các em chân dài thì nhiều hơn, lại trẻ đẹp, rất khoái có chồng ngoại kiều. Chịu khó tìm là có. Ngay cả nhiều cô học cao, hiểu rộng, lại đẹp dáng, đẹp nét, nhưng lại ưng mấy lấy mấy ông lớn hơn mình từ 2 đến 30 tuổi. Cớ sao chồng gần không lấy, em lấy chồng xa? Lẽ đơn giản là vì chồng gần ở Việt Nam khó có anh nào cùng trang lứa mà có tiền tài sự nghiệp. Còn nếu có, đâu tới phận gái quê. Cái nghèo luôn luôn đeo đuổi họ, nhất là đối với những gia đình ở nông thôn. Không chịu nổi cảnh nhà dột cột siêu, cuộc sống gia đình cơ cực, nợ nần, túng quẫn, lục đục, thì đành cam chịu lấy chồng xa dù là có lấy ông già cũng được. Nhất là đối với mấy ông người gốc Việt ở Mỹ, mà ở Việt Nam vẫn quen gọi là Việt Kiều Mỹ. Dẫu sao cũng có cái đô la mà xài, còn có cơ hội đi Mỹ nữa. Biết rằng sang đấy chỉ có nước đi làm neo cũng được, nhờ vậy mà Việt Kiều vẫn còn có giá. Nhưng Việt Kiều về quê ăn chơi tìm bạn cưới vợ vẫn còn lắm nhiêu khê. Lấy vợ như kiểu ông Trần Bình, hơn 62 tuổi, từ Mỹ nhờ người mai mối về quê ở An Giang. Cô là gái chưa chồng,
vừa học 4 năm đại học kinh tế ra còn lông bông, chưa xin được việc làm. Vậy mà đùng một cái ưng ngay ông Trần Bình. Rồi trong vòng một tháng họ tổ chức lễ cưới rình rang, làm lễ nhà thờ đàng hoàng. Nhiều thanh niên cùng trang lứa ngắm nghía cô dâu mà lòng thì tiếc hồi hội. Tại sao Kim lại ưng cái ông già khú đến vậy? Thật là hết nói. Còn ông Trần Bình thì có vẻ là vui mừng ra mặt, quên hết tên tuổi và trẻ hóa bất ngờ. Trước khi làm lễ đính hôn và tổ chức lễ cưới, đầu óc ông trắng phếu sau một đêm bỗng trở nên đen kịt. Nhiều người bên nhà gái bắt tay chúc mừng mà không biết xưng hô thế nào cho phù hợp. Con rể già hơn ông già vợ. Nhưng không sao, cách nào cũng ứng xử được. Dù là lúc đầu hơi ngượng miệng một chút, có được một cô vợ trẻ như vậy thì giờ là có bị người đời làm tiếu trâu già gặm cỏ non cũng có sao đâu. Sau khi về lại Mỹ, ngày nào ông cũng gọi điện thoại về Việt Nam tâm sự với cục cưng. Sáng ra ông phải uống xong ngậm thuốc bổ mới đi đi lại lại được. Tuy nhiên đôi lúc ông cũng không biết là còn đủ sức để mà bảo lãnh vợ trẻ sang Mỹ hay là không. Đêm nằm nghĩ ngợi, ông Trần Bình vẫn quyết định làm thủ tục để bảo lãnh vợ đoàn tụ. Nhưng trong thâm tâm thì ông lo canh cánh. Vì bài học của nhiều người đi trước hay nghêu ngao, tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm về nghe tiếng thở dài. Khi hỏi ý kiến bạn bè thì ai cũng khuyên đó là điều không tốt đẹp chút nào. Họ còn khuyên là nên thực hiện kế sách cưới rồi bỏ bên Việt Nam luôn. Vài tháng về thăm một lần, kiểu đi đi về về vậy cho chắc. Nhưng có cái gì là chắc đâu. Nhiều trường hợp tương tự như vậy, chồng bên Mỹ nai lưng cày bừa, dành dụm tiền để gửi về thường xuyên cho vợ trẻ xài sang. Họ còn phải để dành để mà về thăm vợ, rồi quà cáp ông bà nhạc gia nữa. Lại thêm mấy anh chị em, nhưng có người cũng bị cắm sừng như thường. Tới hồi vợ báo đã có thai thì không biết tác giả là mình hay là ai, chỉ đoán được mù mờ. Thấy và biết vợ của anh Trần Bình cao ráo, trẻ trung, đẹp người, đẹp nét, nên lần này về Việt Nam. Anh Thanh Quang ở Cali cũng muốn tìm cho mình một cô vợ không thua gì ông ấy. Anh nói vì mình còn trẻ hơn ổng, lại ăn nói có duyên, tự biết luôn. Trước khi về Việt Nam, anh Thanh Quang cũng đã nhờ bạn bè mai mối tìm vợ ở miền Tây, vì nghe nói là gái miền Tây mượt mà, chất phác, giống như là vùng đất Phù Sa Phỉ Nhiêu màu mỡ. Bạn bè chí cốt thì cũng có chấm vài người, xem ra cũng tạm cho là hợp lý để mà cưới về làm vợ. Dù là tuổi cách nhau cũng vài chục, vậy mà khi gặp nhau anh Thanh Quang cũng chưa chịu. Anh chấm thì chưa đúng tiêu chuẩn chân dài, mặc dù là chính mình thì lùn tổn. Thế là anh đành mở rộng phạm vi và khu vực để mà tìm vợ, từ An Giang qua Cần Thơ, lên Sài Gòn, xuống vùng quê Rạch Giá. Anh kể là có người hơi thích mình thì mình lại không thích, còn người mình thích lại tỏ ra không thích mình. Có em mình thích mà cô ấy cũng chịu mồi, nhưng kẹt cái là nhỏ tuổi quá, gái mới bước qua tuổi thiếu niên. Nhiều lúc đi ăn chung với nhau có cơ hội nói chuyện riêng. Với cô Ngọc Yến mình còn mạnh miệng nói, phải chi anh kéo được em lên thêm vài chục tuổi thì hay biết mấy. Thế rồi cũng không đậm. Ngày qua nhanh hơn, một tháng tìm vợ nhưng có được mối nào đâu, chỉ có mối nào chịu ưng mình theo kiểu mì ăn liền, đành phải sử dụng gấp thời gian còn lại để mà ăn chơi, bù lại những tháng ngày cô đơn một mình trên xứ Mỹ. Vừa ăn chơi hưởng thụ ở Việt Nam, vừa nhờ người tìm mai mối để mà kén vợ. Có quá nhiều mối bất đồng giữa lối sống Mỹ và lối sống Việt Nam. Nhiều Việt kiều về Việt Nam, có người thì may mắn tìm được vợ trẻ đẹp, nhưng cũng có người tìm hoài không ra mảnh tình giáp vai. Cuối cùng họ đành tìm em nơi chốn đông người, ở những quán bia, phòng trà, khách sạn, quán cà phê. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.